Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến vòng đầu tiên có tên gọi là đi tìm tần số. Ở đây chúng tôi có hai chàng trai đẹp trai, có nghĩa là đằng kia sẽ là bốn cô gái xinh đẹp. Và bắt đầu cô gái thứ nhất, mời cô giới thiệu về mình. Xin chào mọi người, em tên là Vi, hiện tại em 21 tuổi và đang là sinh viên. Em chưa trải qua mối tình nào cho nên cũng chưa có kinh nghiệm. Vì vậy em đến với chương trình này với mong muốn sẽ tìm ra được một người bạn có thể đồng hành cùng với em, có thể chia sẻ niềm vui hoặc nỗi buồn. Các anh có thích du lịch biển không? Nếu thích thì có thể cùng em băng qua bao đại dương nhé. Thường em có thích biển không? Em thì ở thành phố biển và em rất là yêu biển. Rồi vô được một rồi, số 1 rồi. Số 2 ơi, mời em giới thiệu. Em là Cẩm Linh, cô gái với 24 màu nắng đến từ vùng đất Long An, mang trong mình sứ mệnh là người dìu dắt những búp măng non. Em là một giáo viên mầm non. Phương châm về tình yêu của em là: duyên là do trời định, phận là do người tạo. Đến được với nhau hay không á là do nhịp đập của mỗi người. Và em không biết là hai chàng trai ngày hôm nay có ai cùng nhịp đập với em không ạ? Em thấy cái tim mình đập chưa? Em thấy tim em đập ngày càng nhanh rồi chị ạ. Vậy là ngon lành rồi, số 2 luôn. Số 3 ơi, giới thiệu về mình đi em. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phan Thị Ngọc Huyền. Mình 24 tuổi và hiện tại mình đang là ca sĩ. Sở thích của mình là đi du lịch xem phim. Mình đến với chương trình mong muốn của mình là tìm được người bạn trai có chung sở thích với mình. Xem phim và du lịch em thích không? Em thích du lịch và xem phim. Em thích xem phim du lịch không? Dạ em thích xem phim. Thích xem phim không luôn, trò vô luôn. Rồi mời bạn số 4. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Huỳnh Thị Thu Hiền. Năm nay em 21 tuổi, hiện tại em đang là chuyên viên make up. Ngoài ra em còn cái biệt danh tên là Hiền TG. Vì hồi nhỏ em cứ cắm nặng vô cái TG nên ba mẹ thường hay gọi em là như vậy. Trong ngôn quan điểm tình yêu của em là: gặp nhau là duyên, còn nợ là do mình tạo ra. Nên duyên cạn sẽ tan, duyên sâu sẽ thành. Hy vọng đến với chương trình Tần Số Tình Yêu, em sẽ tìm một người hiểu mình và quan tâm. Bốn cô thì hết hai cô tin vào duyên phận rồi. Sau khi nghe bốn cô gái xinh đẹp giới thiệu, Thuấn em ấn tượng với ai trước? Dạ, có lẽ là em ấn tượng với bạn số 2. Bởi vì không chỉ là đồng hương nhưng mà nghe chất giọng của bạn thì có gì đó là sự gần gũi. Tại vì em cũng là người miền Tây. Dạ. Cô giáo đấy. Quê của Thuấn ở đâu? Dạ, ở Cà Mau. Thường em ấn tượng với giọng nói bạn nào nhất? Em nghĩ là bốn bạn thì đều là tuyệt vời. Nhưng mà để mà ấn tượng nhất thì em đang ấn tượng với bạn số 3. Tại sao? Thích xem phim và du lịch thì đúng là cái sở thích chung của em. Thì em nghĩ là em cùng cái tần số chung với bạn đó. Dạ. Bạn số 3 ơi, quê bạn ở đâu ạ? Dạ, quê em ở Thanh Hóa. Còn quê của Thượng? Em ở Nam Định thì cũng không cách xa nhau nhiều lắm. Hợp lý. Tôi thấy hai người ấn tượng với hai bạn số 3 và số 2 là cũng đồng miền Tây. Đây Thanh Hóa với lại Nam Định thì không xa lắm. Còn em thì em rất ấn tượng với bạn đầu tiên. Nghe đâu giới thiệu chưa có tình yêu nào hết. Bạn số 1 ơi, quê bạn ở đâu ạ? Quê của em ở Vũng Tàu. Vũng Tàu thì rất là thích hợp để chứa những con cá voi. Cá voi, cá voi. Dạ, hợp lý luôn, hôm nay hợp lý. Nhưng đây mới là ấn tượng giọng nói thôi. Mời các bạn hãy nhìn thử cái úp lưng điện thoại ạ. Ý dễ thương quá. Rồi vừa mới thấy ấp lân liền thì Huấn em thấy sao? Em vẫn thấy ấn tượng của bạn số 2 chị ạ. Vẫn sao? Ấn tượng số 2, lý do? Tại vì em thấy cái ấp lưng thì cái màu đó thì thấy các bạn là một cái gì có camera gì đó để chính giữa đó, như trọng tâm á chị. Dạ. Cái kiểu như là cái máy chụp hình á. Cái máy chụp hình gì đó. Em thì em vẫn ấn tượng với bạn số 3. Cái ấp lưng của bạn á có hình dạng như nhiều kim cương thì bạn thích một cái gì đó hiện đại. Còn Vinh, em có ấn tượng với lại cái ấp lưng điện thoại nào không? Dạ em vẫn là số 1 thôi. Đó, cái gì đó rất là vỏ sò, vỏ nghêu. Trời ơi, ba chàng này kiên định dễ sợ luôn nha. Em số 3 ơi, em xài cái ốp lưng này bao lâu rồi? Có ai tặng em không hay là em tự mua? Dạ, cái này là em tự mua. Chưa có người mua luôn. Bạn số 2 cho mình hỏi là thấy trên một cái camera có một con heo. Không biết là bạn thích heo đúng không? Thích những người tuổi heo đúng không? Mình xin trả lời là mình là tuổi con heo. Và mình cũng rất là thích con heo luôn. Wow. Và đặc biệt là con heo, những con heo màu hồng nữa. Anh cũng tuổi con heo như bạn số 2 ơi. Thịt heo ăn cũng ngon nữa. Các bạn thấy đó, 20, người ta nghĩ tới một con heo màu hồng. Trong khi đó Trương Thế Vinh bây giờ chỉ nghĩ tới con heo đó ăn như thế nào. Đó, các bạn thấy đó. Sao không hỏi cái ốp lưng kia? Vinh, hỏi cái ốp lưng xà cừ của em kìa. Cô gái số 1 ơi, tại sao em lại chọn một cái ốp lưng xà cừ ngọc trai như vậy? Dạ, thì tại vì em thấy nó lấp la lấp lánh với lại nó đơn giản và nó tiện hơn cho nên là em chọn thôi. Rồi. Chứ không có lý do gì đặc biệt. Đơn giản là chọn thôi đúng không? Mình xem cái ốp lưng rồi, thấy đặc biệt của mọi bạn rồi, mình có thể xem cái màn hình được không? Wow. Thượng, em ấn tượng với cái màn hình nào? Em thì sinh năm 94 và em thích cái màn hình số 3. Là tuổi con chó luôn hả? Dạ. Bạn ơi, thì ở nhà thì bạn có con chó giống như thế này không? Cái này là chó của mình nuôi được 2 năm rồi. Tuyệt vời. Có duyên nợ số 3 rồi. Cứ liên tục số 3 gây ấn tượng với em. Còn Thuấn,
Em thì lại thấy tấm hình của bạn số 2 thì thích cái mái tóc của bạn quá. Bạn số 2 ơi, dạ, cho mình hỏi là tấm hình này ai chụp cho bạn gì? Dạ, là một người em ạ. Tấm hình này hình như là chụp ở đâu bên quận 2 đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Nếu em không ngại thì mai mốt anh có thể chụp hình cho em một tấm đẹp hơn như thế này nữa, em chịu không? Chịu. Cho em hỏi lại số 1 đi. Dạ Vi ơi, cho anh hỏi là cái này thì em chụp ở đâu vậy Vi? Cái này thì em chụp ở biển Lagi trong một dịp đi chơi với lớp, chứ không phải chụp ở biển Vũng Tàu. Ở Vũng Tàu thì không biết anh muốn đi đâu ha, hay thường xuyên tới đâu ha. Nói chung là đến đâu thì không quan trọng, quan trọng là anh đến cùng ai thôi. Nếu như mà anh về biển Vũng Tàu thì em có muốn về biển cùng anh không? Tất nhiên rồi anh, tại vì em cũng đang tìm một người đi chung mà. Vậy là mình phải hát bài mà. Anh sẽ cùng em về vùng biển Văn, mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng, những bông dừa là lời sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Và cái bài này tôi mong là tụi em sẽ hát vào cuối chương trình. Cho phép em xin hỏi bạn số 4, bạn số 4 ơi, cái hình này thì em chụp ở đâu, ở biển nào vậy em? Dạ em chụp ở Vũng Tàu ạ. Nếu như mà có cơ hội mà quay lại Vũng Tàu thì anh có thể chụp hình cho em được không? Dạ được chứ. Hai nhỏ rang 2 kg nữa thính luôn. Rải qua rải. Thôi thì bây giờ bắt đầu từ bạn số 1, cho chị coi bên trong màn hình được không ạ? Dạ. Lướt qua nhẹ thôi nha. Thấy không? Gọn gàng chỉnh chu đâu vô đó. Có con mèo ấy cưng á dạ? Game này là em tải cho cháu em chơi. Trời ơi, còn cái kế bên cũng cho cháu chơi luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Em thích nghe nhạc gì nè, cho chị nghe coi coi cái lịch sử nghe nhạc của em coi. Bình thường thì em nghe tất cả các loại nhạc hết chứ không chung gì một loại hết. Ý kìa, có xếp tùng kìa. Không biết thì hai anh thường nghe nhạc gì ha? Và không biết nghệ sĩ hai anh mà hâm mộ nhất là ai ạ? Khi mà thường nghe nhạc thì thường hay nghe nhạc vui thôi. Đây là những cái bài nhạc vui của ca sĩ nào hoặc nghệ sĩ nào thì thường sẽ nghe hết. Bạn số 1 có thích bolero không ạ? Số 1? Dạ không, tại vì con người của em là tính vui vẻ cho nên thường em rất là ít nghe nhạc đó. Vi có thể cho thường xem cái album ảnh của Vi được không? Ý em bé nhỏ xíu. Em của em hả Vi? Dạ cháu á chị ơi. Cháu luôn. Nhà em nhiều cháu. Nhà em có bao nhiêu anh em? Nhà em có tới 7 người, em là út. 6 anh chị kia có lập gia kết chưa? Dạ có rồi. Bánh gì vậy em? Bánh mì. Em cho chị coi cái bánh mì khác đi. Chà. Nữ công gia chánh. Bánh mì thang. Cho xem cái cháu mặc áo đen đó đi. Đây nè. Mình liên tưởng qua cái mặt được. Đấy, xin không? Cháu của anh lớn đúng không? Cháu của chị gái. Chị gái đầu dạ. Hả em? Dạ đúng rồi anh. Vi ơi, Vi. Dạ. Vi có thể cho thường hỏi là trong cái album ảnh của Vi á, thường thấy là có rất là nhiều ảnh con nít á. Dạ. Thì Vi có thích con nít không Vi? Dạ đương nhiên là có rồi, thì em mới lưu giữ những cái hình này. Về thời điểm nào thì Vi thích con nít của riêng mình, con nít của riêng mình, con nít của riêng mình. Khi em đủ chín chắn và sẵn sàng. Mời bạn số 2 đi. Cảm ơn bạn số 1 nha bé. Dạ dạ. Bạn số 2 là cô giáo. Wow. Wow. Cưng nữa. Cô giáo ơi. Dạ. Cả bé đó là ai vậy? Dạ học trò ở trong lớp ạ. Đây là nghề nghiệp của mình, nhưng mà có bao giờ em phát cáu lên vì các cháu không, các con không, không nghe lời không? Dạ nếu như mà em nói là không á thì mọi người nghĩ là chắc em đang nói xạo, nhưng mà thật ra là em lúc trước em rất là nóng tính luôn, nhưng mà từ khi mà em vô cái nghề giáo viên thì em cảm thấy là em kiềm tính em lại. Mình có nhiều cái tình huống xử lý khác nhau chứ không nhất thiết là mình phải cáu lên với bé, tại vì cái nguyên tắc của em là khi mà cảm thấy mình không chịu được nữa thì mình sẽ bỏ ra khỏi lớp và nhờ cô khác vô giữ lớp hộ, thì lúc đó cái cơn giận mình nó sẽ bị lắng xuống và mình sẽ bỏ qua cái chuyện đó. Cái đó cũng là một cái kỹ năng sư phạm của ngành mầm non. Cái dạ. Nhất cái hai cái đó là nghề dạy nghề ha em hả? Dạ. Nhưng mà như vậy thì nếu mà sau này mà em có con thì quá trời sung sướng, tại họ có kỹ năng hướng dẫn một cái bé làm như thế nào để ngoan hơn. Dạ đây là hình mà trường em tổ chức một cái lễ hội cho bé. Trời ơi cái ông này mắc kiến quá trời ổng rồi. Dễ thương chưa? Dễ thương quá, cô giáo mầm non. Đến thời điểm này thì em dạy được bao nhiêu năm ở trong ngành giáo viên này em? Dạ, tính đến thời điểm hiện tại thì Linh đã dạy được 3 năm. Khi mà nhìn thấy trẻ con á, Linh đã cảm thấy vui chưa? Thật sự mà nói thì tính Linh nóng, nên là Linh không hiểu, Linh không biết là bản thân mình có hợp với lại cái nghề hay không. Nhưng mà nghề đã chọn rồi thì Linh cảm thấy là trong 3 năm trải qua tách lớp ra hoặc là lên lớp, bé lên lớp thì thật sự là rất là luyến tiếc. Cô trò ôm nhau khóc thì thật sự Linh nghĩ là Linh cũng có yêu thương trẻ con thật sự. Cho em hỏi hai anh là ở nhà hai anh thân với ai nhất và toàn thường tâm sự với ai nhất? Anh là Thượng thì anh xin trả lời là ví dụ như khi nào mà thường những có những cái chuyện trong cuộc sống thì anh hay tâm sự với mẹ nhất. Tại sao phải tâm sự với ba? Tại thì ba là người hay đi làm rồi đi công việc, thì mẹ là người mà hay có thời gian ở bên mình nhất, thì những cái gì khó khăn trong cuộc sống mà mình có thể chia sẻ thì mình gặp mẹ là người đầu tiên. Sau khi ba xong công việc về thì ba sẽ là người mà cùng tâm mẹ sau. Dạ cùng mẹ và em tâm sự sau. Còn bạn Thuấn? Riêng đối với bạn Thuấn thì Thuấn tâm sự cả hai, ba thì tâm sự một câu chuyện khác khía cạnh
cạnh khác, còn mẹ thì tâm sự một câu chuyện khác. Nhưng mà tâm sự nhiều nhất cái gì? Nhiều nhất là tâm sự với ba, tại vì những có khi mà có chuyện thì cha con là ngồi uống trà với nhau và ngồi nói chuyện. Rồi tôi khoái vụ uống trà đó nha. Gia đình có bao nhiêu người? Dạ gia đình của em thì có 6 anh chị em, mà hiện tại thì còn 5. Em là già thứ mấy trong gia đình? Dạ em là út. Là 5 anh chị là lập gia thất rồi. Còn lại còn 5 anh chị em thôi, còn em mất hết người rồi. Rồi bây giờ đến bạn số 3 đi, cảm ơn Linh nha. Dạ. Bạn số 3 ơi, cho chị coi bên trong màn hình nè, lướt qua cho chị một cái nữa nè. Có chơi thể thao không em? Dạ em không ạ. Thế em dùng app hợp âm làm gì nhỉ? Để nhìn lời bài hát ạ. Em hát cho chị nghe một câu được không? Dạ được ạ. Và em muốn hát lên cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi đi những khát khao trong lòng, cho dịu đi tình yêu như trái bầu, nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em. Wow, hát hay nha. Anh rất muốn biết cái list nhạc của em. Dạ được ạ. Ghi trong ghi chú luôn à? Có ghi tông luôn. Đây là những bài hát em đã hát hay sao? Dạ đúng rồi, có những bài hát thì em cũng có hát, và cũng có những bài hát để em lưu lại rồi em về em học thêm ấy ạ. À, là bài nào mà có ghi tông là bài đó là đã hát rồi? Là đã từng hát rồi ạ. Có vẻ em là người chỉ nghe nhạc Việt Nam thôi nhỉ? Dạ đúng rồi ạ. Xin lỗi Quyền chút nha Linh ơi. Dạ. Em là cô giáo mầm non, em phải biết hát đúng không? Dạ thật ra em sợ hát nhất luôn á. Nhưng mà lẽ hôm nay thì đến đây thì cũng là một cái duyên, nên em sẽ hát mà mọi người đừng có cười chê. Đúng rồi, em hát cái bài nào mà cho các cháu nghe là tụi chị cũng đồng ý luôn. Ba với mẹ đều thương con, nhưng không biết ai thương con nhiều hơn. Con nghĩ hoài mà không ra, hồi bác gấu búp bê cùng lắc đầu. Ba thương con nhưng ba không nói, mẹ thương con mẹ chẳng giống một lời. Khó quá đi thôi, khó quá đi thôi. À, con biết rồi, ba với mẹ đều thương con bằng nhau. Dễ thương. Cái bài hát được, cái tông nó ngon, dễ sợ. Dạ, cho em hỏi là hai bạn trai là cảm nhận cái giọng hát của em như thế nào? Chết lặng luôn em. Chỉ có mình anh Vinh còn thở thôi thớp. Anh Vinh thấy sao anh Vinh? Anh thấy nóng kìa. Nóng quá à. Vậy tao bỏ qua đi. Chị cảm ơn Linh nha. Chị trở về với Huyền đây. Hai bạn nam cho Huyền hỏi một xíu được không ạ? Hỏi đi cưng. Hai bạn nam có bạn nào thích ca hát không nhỉ? Thuấn thì thích. Hát thử câu Thuấn. Em hát nhạc buồn không ạ? Nhạc buồn thì là đúng với sở trường của Huyền rồi. Vô Thuấn. Cuối cùng rồi mình vẫn thế, có sao đâu khóc chi em cho phải, má hồng được gì giọt lệ này dần để mãi đây, vì cùng người khóc giữa đêm vui. Hơi đâu mà xót thương thân anh. Hay nha. Số 3 với Tuấn là hai đứa đều hát hay được. Hợp lý đó. Phát ra này cho chị xem khác đi. Vài tấm hình của em. Coi bộ cưng con chó ha. Dạ. Thấy chụp hình nhiều nè. Đồ ăn gì đó em ăn gì đó. Dạ. Đây là bingsu su ạ. Hình bé bé đó kia là em à? Dạ đúng rồi ạ. À đâu. Còn nhỏ hả em? Dạ. Cho chị coi hình con nhỏ đi. Trời ơi. Wow. Cái cưng quá à. Nhiêu tuổi em lúc này? Chắc là được 1 tuổi hay 2 tuổi gì đấy ạ. Trời ơi xinh quá trời xinh. Hình này chắc là 3 tuổi rồi. 3-4 tuổi rồi. Có cái hình hình như là chụp với lại ba kìa. Đó kìa. Con gái chụp với ba. Đó. 5 trời tuổi. Ba đẹp trai nha. Gửi lời nha cho ba là chị Việt Hương khen ba đẹp trai nha. Ba em mất rồi ạ. Dạ xin lỗi chú. Không nhưng mà chú có cái góc mặt á. Rất đẹp. Là đẹp. Chia sẻ với em nha bé Quyền. Dạ vâng ạ. Ý dễ thương nữa. Cái hình hoạt hình gì đó mở cho anh xem cái hình hoạt hình đó với. Trời mưa quá, em cầm ô về khỏi ướt. Ôi thế còn anh đi taxi ạ. Duyên dáng. Là một trong hai đứa em hả? Dạ không có em. Phải em không? Không, cái này vậy là anh Vinh rồi chứ không ai. Dạ anh Vinh rồi. Anh đâu nở rồi. Rồi, cảm ơn bạn số 3 rất là nhiều. Bây giờ tới bạn số 4 nha. Ở trong màn hình là cái áo màu đen, đầm đen rất là xinh. Lướt màn hình các em. Ồ, các bạn nữ này không có chơi trò chơi. Đơn giản quá hả? Cho chị xem một cái gì, một cái sản phẩm nào của em đi. Cái bé nhỏ xíu là ai vậy em? Em ngoài ra việc make up em còn làm trong phòng xét nghiệm máu. Nên mấy bé dễ thương nên em chụp lại. Ồ, oh, wow. Thank you. Rồi. Em làm phòng xét nghiệm máu, em làm về cái gì ạ? Em tư vấn cho bệnh nhân xét nghiệm với lại chăm sóc khách hàng. Em có vẻ thích con nít nhỉ? Dạ, em cũng có thích con nít nên em mới chụp lại. Đúng ngành của em là em học cái gì ra? Dạ, đợt trước là em học đại học, xong rồi em không thấy phù hợp với mình nữa nên em nghỉ học. Dạ, đại học gì em? Dạ, em học về kế toán.
cho em hỏi hai anh ở đó được không ạ? Dạ được. Dạ, cho em hỏi hai anh có sở thích là gì ạ? Thường thì mỗi khi mà thường rảnh rỗi thì thường thích đi du lịch và tập gym. Dạ. Và thích nấu ăn nữa. Dạ, sở thích của Thường cũng giống mình. Còn Thuấn thì thể thao, môn thể thao thích nhất là đá banh, đọc sách, du lịch, rồi đặc biệt là nấu ăn. Mai mốt mà Hiền có ăn thì anh sẽ nấu cho em ăn. Món em nấu. Em thì ở miền Tây thì em rất là thích nấu những cái món như là canh chua, cát kho tộ. Thì em không ngán thì anh sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày. Dạ đúng món em thích luôn. Wow. Cho em hỏi hai anh là quan niệm tình yêu của hai anh là gì ạ? Quan điểm của Thường trong tình yêu thì là có một cái câu nói mà Thường rất là tâm đắc, đó là hãy đặt vị trí của mình vào nhau để hiểu nhau nhiều hơn. Quan điểm tình yêu thì đối với Thuấn thì đó là biết nghĩ cho nhau. Cũng là một ý từ tựa. Cảm ơn bạn Hiền nha. Vâng, như vậy là hai bạn nam Thưởng và Thuấn đã có dịp lắng nghe và trò chuyện với bốn cô gái của chúng tôi. Và chắc chắn họ đã có một cái phần ấn tượng với một cô gái nhất định nào đó. Nhưng trước hết chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao ít phút trước khi đến với phần ấn tượng. Tần số tình yêu, hai chàng trai của chúng tôi ấn tượng với số nào? Mời Thượng. Em rất là có ấn tượng với bạn số 3. Đèn của số 3. Em thì ấn tượng với bạn số 2. Mời đèn của số 2. Hai bạn này có vẻ như là đồng quan điểm với từ đầu đến giờ ha. Dạ, mời bạn Vinh. Em cũng có quyền giữ lại một người. Chắc cùng em giữ quan điểm từ đầu, em giữ bạn số 1. Số 1. Vậy thì mời gặp gỡ bạn số 4. Xin mời. Ngày chia tay, chàng trai của Thanh Xuân từng nói với Hiền: đừng buồn vì nó đã kết thúc, mà hãy vui vì nó từng tồn tại. Nên có lẽ ở tần số tình yêu, Hiền cũng nên mỉm cười nhẹ nhàng đúng không? Lạc nhịp và dừng lại ở tình bạn với hai chàng trai bên dưới. Nhưng hành trình trò chuyện ngày hôm nay mới là ký ức tươi đẹp mà chúng ta từng bước qua. Sao gặp gỡ rồi có thấy nuối tiếc gì không hai bạn trai? Loạn nhịp mất tiêu rồi anh ơi. Không biết là tim em giờ nó còn đen nữa, nó đâu rồi không biết. Dạ em cảm ơn. Thông qua chương trình này mình nói về cái mong muốn một người bạn trai của mình như thế nào đi. Biết đâu được, ở đây thì không kiếm được, nhưng mà đâu đó người xem đài, hàng xóm láng giềng, bạn cũ. Dạ em mong muốn là những người mà ở sau lưng em hay là chưa nói được gì với em thì cứ ngỏ lời đi, em luôn sẵn sàng nghe. Lắng nghe hết. Em có muốn như một chàng trai to con, đầu trọc như anh quay phim kia không? Đôi khi như vậy cũng dễ thương mà. Hay bên đây cũng có cái anh quay phim mắt kính cận kìa. Đó, cái anh nó cũng đẹp trai, cười tươi nữa kìa. Hai ông trên kia nữa kìa. Ôi giời ơi, rất nhiều người ở đây thấy em xinh đẹp. Và anh hy vọng là một ngày gần nhất em sẽ có một người vừa ý với em nhé. Chào em. Dạ, em cảm ơn. Vòng 2 của chương trình được mang tên là Thử thách của nàng. Chúng ta hãy cùng xem ba cô gái còn lại họ sẽ biểu diễn tiết mục gì nhé. Xin mời.